ra đang trường voi. Trường voi à, trường voi. Ồ, trường voi bự đang làm gì nha, múa kìa, nhảy nhảy. Ồ, nó lấy đất, nó lắc lắc đầu, lấy đất có bỏ lên trên đầu nó kìa. À, nó đứng lên đây dễ thương nữa nè. cái mặt vui quá. À, nó đứng lên kìa. Ảnh mẫu cái nước nhỏ. Bạn Sala đang cho dê ăn nè. Ôi, đút tay nghe con, cho ăn xong rồi lấy tay ra. Đúng rồi. Mời các bạn nha, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Tôi ăn liền. Mời các bạn. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Hôm nay là ngày cuối tuần đó, nên nhà mình dẫn các bạn nhỏ đi tham quan thảo cầm viên. Ơi, con chào cô chú đi. Chào. Hôm nay sẽ là chú chịu cầm chai nước nè. Có cái chai nước không? Trên cao rồi có. Gấu nè. Chuẩn bị tới trường gấu rồi nha ơi. Kìa lá con gấu rồi đó. Gấu đen nha. Gấu bự quá chị bự nha. Rồi.
đi ngay ngày cuối tuần đông quá trời đông luôn các bạn ơi. Giáp mặt nè. Sóng điên nè. Crazy way. Wow, vui chơi với Nhi kìa lại. Wow. Nó thấy gì? Ồ, là bà đây đó là. Trên cái cầu nè. Đúng là lắm. Các bạn nên mọi người đi tới Thảo Cầm Viên rất là đông nha. Nhà mình thì đang đi tìm một chỗ nào để mà kiểu mát mát để ngồi nè. À đây, gia đình bác Hai tìm được một chỗ mát rồi kìa. Hello. Hello anh đi. Nhà mình ngồi ở đây nghỉ ngơi chút xíu, ăn uống xong rồi một chút đi tham quan tiếp nha cả nhà. Rồi. Oh. Apple. Đây, mời các bạn nha. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa. Giờ tôi ăn liền. Tôi ăn liền. Mời các bạn. Ăn liền luôn. Ok cái muỗng. Ừ, có. Rồi nhà mình tham quan già đẩy nhỏ nha các bạn. Đây là con già đẩy nhỏ nè, rất là nhiều ở bên trong luôn nha. Loài già đẩy nhỏ này ở ngoài lớn lắm các bạn. Bạn Sala coi con gấu nè, gấu đen. À, nó đứng lên đây dễ thương nữa nè. Cái mặt vui quá. À, nó đứng lên kìa. Ảnh mộng cái nước nó. À, con gấu này cái cưng lắm các bạn. Mẹ ơi, có bạn coi trong chuồng là chiếc tiền nó không? Dạ có, trong chuồng kìa. À, cái này trong chuồng kìa. Có con mày thì... Bạn Sala đang ngồi coi con gì đó? Con gấu nha. Con gấu là đẹp mà không con nữa bạn. Trời. Đi cắt khác. Đây là loài cọp vằn này các bạn. Cọp này rất là hung dữ nha. Các bạn nhỏ không có được chọc phá đâu. Đó, đó, nó đứng gì vậy đó. À. Bây giờ mình đi qua tiếp xem loài thú khác nha cả nhà. Còn
con gì đó. Con cá sấu này các bạn, nó nằm im bất động như khúc gỗ vậy đó. Ở bên đây có một con cá sấu nó nằm nữa này các bạn. Rồi, hai con hà mã mập béo ú luôn các bạn. Hà mã ở ngoài to quá. Rất là bự luôn. Hà mã đi phải chui chui vậy nè các bạn. Có cái hàng cây. Hàng cây nó phủ xuống dưới. Bây giờ mình qua tới chuồng dê nha. Dê này thì rất là hiền các bạn. Đây, mấy em nhỏ cho ăn lá cây nè. Đây là các bạn nhỏ nhà mình nè, mua một phần rồi. Một phần 5.000 hả anh? 5.000. Phần 5.000 thôi. Rồi mình đi vô trong luôn nè, mình đi vô trong, mình đi vô trong luôn, rồi mình cho dê ăn luôn. Cho mình cho ăn đi, cho nó. Rồi dẫn bạn Sala vô trong luôn nha. Cứt dê tùm lum nha. Cứt dê hả? Cứt dê. Bạn Sala đang cho dê ăn nè. Ôi, đút tay nghe con, cho ăn xong rồi lấy tay ra. Đúng rồi. Sala mê lắm nè. Chị la, 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 con này nè la. La, con này nè la. Trời ơi. Quá trời luôn. À, ở đây người ta có bán mấy cái loại lá cây để cho dê ăn nè các bạn. Đó, mình vô đây mình mua rồi cho mấy em nhỏ cho dê ăn nha. Một phần là 5.000, 10.000 nha cả nhà. Xong rồi nhà mình vui chơi xong rồi bắt đầu vô trong chỗ của mấy con hà mã nè. Đó, các bạn nhỏ chui vô trong miệng của con hà mã nè. Đó. Sala ơi. Qua qua đây nè La, qua con hà mã bự nè. Dạ, qua hà mã bự kìa La. Rồi, bạn khác vô rồi. Thôi mình đi coi con voi nha. Ê, mình đi coi con voi thôi. Gia đình My xin kết video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Cả nhà nhớ subscribe kênh My Vlog để xem thêm nhiều video mới trên kênh My Vlog nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye. Bye bye đi La. Rồi, mình về thôi. Không về. Không về luôn. Okay.